Trận lở đất và bùn cuốn qua thị trấn này chỉ trong chốc lát, nhưng nhiều người đến giờ mới cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. Nhiều gia đình bị chôn sống khi bùn đất ập xuống trong lúc họ đang ngủ. Một người chị đang khóc đứa em nhỏ khi đất và bùn phá hủy và chôn vùi ngôi nhà của họ. Cô đã chờ theo dõi và trông ngóng trong 3 ngày liền khi đội cứu hộ đào bới tìm kiếm nhưng không tìm thấy em. Các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Người ta ra sức đào bới nếu biết có cơ hội cứu được ai đó ở bên dưới. Người phụ nữ này, Chen Yuhan, bị mắc kẹt bên dưới trong 24 giờ. Cô sống sót nhưng cả gia đình cô không ai qua khỏi, trong đó có chồng và các con đang ở tuổi thiếu niên. Chúng tôi tìm cách đưa mọi người ra khi bùn đổ xuống, nhưng bùn đóng sập cánh cửa quá nhanh. Tôi thoát được, còn gia đình tôi thì không. Cô biết rằng các con đã mất, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy con mình lần cuối, mặc dù bản thân cô cũng bị thương. Vấn đề lớn mà chúng tôi phải đối mặt là các nạn nhân ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể theo dõi họ được. Chúng tôi chỉ cố gắng chữa cho bất cứ ai có thể được những thiệt hại mà thời tiết đang gây ra tại trung quốc là tồi tệ nhất trong vài chục năm nay lũ lụt và lở đất làm hàng ngàn người chết và mất tích trong khi đó dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ còn xảy ra